5 euros le montant. Le problème par rapport à le fait d'avoir la possession, il faut courir. Il faut être bon techniquement et quand vous avez la fatigue, courir ça se fait moins facilement et avoir la lucidité c'est moins facile aussi. Nghĩa là vì kiểm soát bóng, nếu mà để kiểm soát bóng là mình phải chạy nhiều. Và vấn đề ở đây là nó có sự mệt mỏi sau nhiều ngày thi đấu đó. Ảnh hưởng rất là nhiều. Et donc c'était pas un choix, c'est que Hanoï était plus frais et plus fort que nous sur certaines situations de match. Maintenant on a su être réaliste sur la bonne occasion au bon moment. Cái đó không phải là kiểu như nhường thế nào, không phải là sự lựa chọn của coach, mà đó là bên đội Hà Nội họ khỏe, kiểu như họ mạnh hơn, họ khỏe hơn nên họ kiếm cái thôi. Mà đội thì đã chọn kiểu đã chắc được thời cơ đúng thời điểm. Trước khi giải đấu này diễn ra, trước khi vòng chung kết diễn ra thì ông đã nói rằng là việc được chơi bóng sau một cái thời kỳ rất là khó khăn vì dịch như vậy đã là vui rồi. Vậy nhưng mà bây giờ thì ông đã vô địch, vậy thì đó có phải là mục tiêu mà đội đặt ra ngay từ đầu không? L'objectif c'était juste d'aller en phase finale déjà. Mục tiêu đầu tiên của đội là vào vòng chung kết trước. Le 1 a été atteint. Le 2 c'était d'aller en top 4. Le 2 a été atteint et le 3 quand vous êtes en finale, c'est de ramener la coupe. Et c'est fait. Mục tiêu đầu tiên là vào vòng chung kết. Đã đạt được rồi. Và khi mà vào vòng chung kết, mục tiêu tiếp theo của đội là đặt ra là vào top 4, tức là vào bán kết. Mà một khi mà vào chung kết thì sẽ nói chung là cố gắng hết mình chơi để les joueurs qui sont avec moi ça fait 4 finales à peu près qu'ils perdent donc ils en avaient un peu marre, ils avaient à cœur de gagner aujourd'hui et je les félicite pour la débauche d'énergie parce qu'on va marquer à la 90e minute avec une course de 40 mètres en conduite sur deux joueurs, donc ça demande de la lucidité et d'être performant. Mấy em cầu thủ đây của coach là đã chơi với coach là 4 trận chung kết trước rồi mà đều thua nên là dọn đây là trận thứ 5. Có rất nhiều và chúc mừng mấy em nói là có một cái kiểu còn trận rất là kiểu tới phút cuối luôn, ghi bàn phút 90 luôn, rất là mạnh mẽ. Sau chạy cầm bóng chạy 40m. Có hai cầu thủ đối phương đuổi theo nhưng nói chung là mấy em nó rất là muốn đổi màu huy chương. Il y avait la volonté cette année, il y avait de la volonté et beaucoup de joie dans l'équipe. Déjà un de se retrouver ensemble après un an et demi sans être ensemble. Et deux, il y avait beaucoup de plaisir. On a passé deux mois en immersion tous ensemble avec le Covid. Et ça a été une aventure humaine exceptionnelle. Cái đó là kiểu như là xong, mấy em đây đã xong là để cho mượn đi. Trong một năm rưỡi, mấy em nó không có được chơi với nhau. Nên là sau khi tập hợp về, mấy em nó sau kiểu như sau thời gian xa cách, mấy em về được chơi với sự gia nhập của coach là rất là hạnh phúc, rất là vui. Vui nên rồi sau đó là mới tập một tháng xong đi đây, tức là hai tháng trải qua với nhau là nó kiểu như có cái tính anh em con người rất là vui vẻ đó, kiểu sau một năm rưỡi xa cách đó. Chúc mừng mọi người cầu thủ. Parce que j'ai pas utilisé non plus tous les remplaçants, mais ceux qui ont joué ont fait beaucoup de matchs et 10 matchs en un mois. Cái đó là chúc mừng tất cả các em, tại vì có một số em dự bị không có được chơi, nhưng còn mấy em chơi thì chơi rất nhiều. Mon regret, que t'es pas 1 ou 2 jours de plus entre la demi et la finale, pour que vous ayez pu, pour que les spectateurs puissent assister à une finale avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de réalisme. Là, il y avait de la fatigue des deux côtés, ce n'était pas... Par rapport au niveau des deux équipes, ça n'a pas été une finale au niveau des deux équipes, parce qu'il y avait trop de fatigue chez les deux équipes. Có hai ngày nghỉ rồi, có muốn thì cũng mong muốn là kiểu như cái trận chung kết đó là có thêm 2-3 ngày nghỉ nữa để cho mấy em nó khỏe hơn, tại vì với trình độ của hai đội là nếu mà có nhiều ngày nghỉ hơn là hai đội sẽ thể hiện một cái lối chơi rất là hay và kiểu cường độ nó sẽ nhanh hơn, tại vì đây mệt 2 ngày 48 tiếng. Chịu nào cũng được.